Xin chào anh em. Như vậy là theo như lời hứa thì mình cũng đã lên sóng vào hôm thứ hai. Và hôm nay là ngày thứ sáu, mình sẽ ra tiếp một cái video theo cái chủ đề là chia sẻ cái kinh nghiệm bán hàng qua mạng. Và mình lấy cái tư cách là một người cũng khá là thành công trong cái việc gây dựng một cái cộng đồng, một cái kênh YouTube để bán hàng qua mạng, giao hàng toàn quốc. Thì hôm trước mình đã chia sẻ một video, và cái video này là mình sẽ chia sẻ hết, trong đó nó cũng chiếm một khoảng 10 video. Và hôm nay sẽ là theo lời hứa thì mình lên sóng, và nó là video thứ hai. Thì mình đang tính coi là chưa thấy lên sóng. Giờ này cũng 7:30 rồi. Mạng mới hôm nay rất là hạn chế. Mạng mới hôm nay rất là hạn chế nha các bạn nhé. Thì báo cáo với các bạn là thôi, dù mạng thế nào nữa thì mình đã hứa là mình sẽ làm. Và đấy thì đầu tiên là hôm trước chúng ta đã nói đến các bạn là chúng ta sẽ xây dựng một cái cộng đồng của mình, những cái người yêu thích và tương tác với mình thật tốt trên kênh YouTube, trên Facebook và trên Zalo. Thì một trong những cái viên gạch đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là các bạn nên chọn cho mình một cái chủ đề, một cái sản phẩm hay một cái dịch vụ gì đấy nó mang tính chất là hiếm, độc lạ và có sự cạnh tranh lâu dài, nó gần gũi với cái thế mạnh của các bạn đấy. Bởi vì là khi mà chúng ta đang làm kinh tế thì chúng ta phải cạnh tranh rất là sòng phẳng. Chúng ta tìm một cái mặt hàng gì đấy, một cái dịch vụ gì đấy, chúng ta làm một cái kênh YouTube có cái chủ đề gì đấy, nó phải là hiếm và nó phải có là thế mạnh của mình, và nó phải có cái sự cạnh tranh bền bỉ lâu dài. Đó. Các bạn tự chọn cho mình những cái có thể là cái gì đó. Thì có người thì bán hàng mỹ phẩm, có người bán hàng khác, nhưng với mình thì hiện giờ mình đang để đặt tên cho cái kênh của mình, đó là cái kênh cây giống con giống. Và sản phẩm chủ đạo là con chim cu gáy và con giống đa điểm, cũng như con chuột lang và cây chanh tư quý. Ngoài ra thì tới đây mình sẽ có những cái bổ sung cho cái đa dạng hóa mặt hàng ở trên kênh của mình, đó cũng là một cái nhu cầu chính đáng thôi, đúng không các bạn? Mình làm ăn kinh tế đó là một nhu cầu chính đáng, tiến thân tiến lên. Thì các bạn thân mến, thì khi mà chúng ta đã xác định được chủ đề rồi, chúng ta bắt đầu làm kênh YouTube và chúng ta làm cả tương kết nối chia sẻ trên Zalo, Facebook và Viber, một số những cái trang kênh xã hội. Đấy, cái sản phẩm của các bạn phải có một cái bài toán lớn cho nó. Và chúng ta nên tương tác bền bỉ nhất vẫn là YouTube, và sâu nhất vẫn là YouTube. Đó. Thì chúng ta sẽ làm một cái hệ thống video để phục vụ cho cái việc là mà mọi người biết đến mình và mọi người tương tác với mình cũng như mua hàng của mình. Thì các bạn chọn xong chủ đề rồi, các bạn làm video để cho các bạn khẳng việc đầu tiên là các bạn phải xác định, là các bạn chứng minh mọi người là mình là ai và mình là ai mà bán cái sản phẩm dịch vụ đó. Đấy. Ví dụ như là mình cho mọi người biết là mình là Thao. Đấy. Là có những cái video rất là đáng xem, nhiều người tương tác ở trên YouTube và nhiều người đăng ký ở trên YouTube. Và hiện thời điểm này là 17/4/2020 là mình có gần 40.000 lượt sub và đang duy trì kênh của cái thương hiệu là Chim Cu Gáy Hay trên YouTube, trên Facebook và Zalo. Thì từ những cái đó các bạn sẽ biết đến mình và các bạn mua hàng của mình. Và cái những video của mình là luôn luôn cho ra những cái giá trị thực sự, ví dụ như hướng dẫn mọi người nuôi chim, rồi ghép chim, rồi chọn chim, rồi nhận biết chim. Thì tất cả những cái điều đó là những cái thứ mà mọi người đang cần. Cái giá trị mình đưa lại cho mọi người là giá trị thay đổi cái mọi người đang cần tìm hiểu. Mọi người đang gặp khó khăn thì mình đưa người ta từ cái khó khăn, từ cái nhu cầu của người ta được giải quyết. Đó. Thì cái đấy là cái thứ nhất, là các bạn phải xác định được cái thương hiệu cá nhân của các bạn phải xác định được vị trí địa lý, vị trí gọi là tức vị trí một cái vị nhất định trên cái mạng xã hội, một cái tên tuổi thương hiệu nó phải nhất quán. Đấy, và các bạn đặt tên tiêu đề là rõ ràng.
đấy, cái những cái video mà các bạn làm, các bạn luôn luôn quan tâm vào cái chủ đề đấy, cái chủ đề một một cái chủ đề là chủ đề về chim cu gáy, về cây con giống, thì nó sẽ có cái chủ, có nhiều video, mà trong mỗi một video nó sẽ hàm chứa được những cái nội dung, ví dụ như là khẳng định thương hiệu cá nhân, hay là mình phải hướng đến người xem là ai. Ví dụ như bạn phải xác định cái video của bạn là bạn bán cho ai, bán cho giai cấp nào, đối tượng nào, độ tuổi nào, tầng lớp nào trong xã hội. Là ví dụ chim gáy thì mình có thể bán cho những cái lứa tuổi từ các bác cao tuổi đến các bác trung niên, đặc biệt là các bác đã về hưu, đến các em nhỏ, các cháu thiếu niên, đúng không? Thì những người đam mê hoặc những người có dư dả về thời gian, những người yêu thích động vật, yêu thích chim cu gáy, một cái loài chim quân tử, nó thể hiện sự gì? Sự yên bình, tao nhã, đúng không? Cái thú chơi chim nó là có từ vua chúa ngày xưa rồi, thì các bạn cũng nên là tham khảo. Để các bạn thân mến, thì những cái video mà các bạn làm lên cái kênh của các bạn thì nó hàm chứa là cái nội dung thứ là được cái câu gợi ý thứ hai là ai là người sẽ là mua hàng của bạn. Bạn làm video này cho ai xem, và mục đích bạn làm video này để đạt được cái gì đó, thì các bạn phải làm như vậy. Và các bạn phải nói cái nội dung thứ ba để mà hàm chứa khi mà các bạn làm video là tại sao lại mua cái sản phẩm này, lại dùng cái sản phẩm này. Đấy, sản phẩm này nó có giá trị như thế nào với mọi người. Đấy, ví dụ như là các bạn chơi chim thì các bạn sẽ giảm stress trong công việc, các bạn gieo rắc cái tình yêu thương đến các trẻ em, con nhỏ, người thân xung quanh. Các bạn thể hiện đẳng cấp, các bạn có được cái niềm vui trong cuộc sống. Các bạn nghe nó, các bạn cảm thấy khoan khoái đôi tai và hưng phấn đầu óc. Thì hoặc là những người cao tuổi thì các bạn thích bầu bạn, thích chơi hội, thích ví dụ như những người mà khách hàng của mình họ là con cái thành đạt đi nước ngoài hết rồi, họ chả có cái tương tác bầu bạn gì mấy cả, thì bạn họ tìm đến những cái con chim để làm bầu bạn với họ. Đó là nó giải quyết cái video đó, nó giải quyết đến cái nhu cầu là tại sao phải dùng sản phẩm đấy. Thì trên những cái video của mình có những cái câu mẩu chuyện mình chia sẻ với những cái khách hàng của mình, họ là những người đã tin dùng và nhiều lần mua chim của mình, và họ đã có những cái cuộc gọi, có những cảm xúc, thì mình cũng làm biên tập thành câu chuyện đó thành những video, thì để cho mọi người khác cũng xem để thấy đó là những dẫn chứng sống, đúng không ạ? Đó là những cái sự tương tác khách quan nhất, đúng không ạ? Đấy, thì trên những cái video của bạn thì các bạn phải làm rõ toát lên cái ý thứ tư là làm thế nào để sử dụng cái sản phẩm đó, dịch vụ đó. Thì ví dụ như là cái kênh của mình thế thôi, là các bạn phải làm mình làm những video hướng dẫn về cách ghép chim, cách bón chim, cách chọn thức ăn, chọn giống, chọn giới tính, rồi một số những cái lưu ý, rồi chữa một số các loại bệnh. Thì có nghĩa là khi nuôi chim thì gặp phải những vấn đề gì, và khi gặp những vấn đề đó thì là chúng ta xử lý ra làm sao. Tất cả những video đó là mình mang tính chất là chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ kỹ thuật, cho đi cái giá trị có ích cho mọi người, thì mọi người xem và tin tưởng và mua hàng của mình. Đó là cái ý thứ tư. Ý thứ năm là các bạn là phải nói rõ cái nguồn gốc sản phẩm, tên gọi và cái bản chất của sản phẩm. Ví dụ chim gáy là một loại chim như thế nào, chim quân tử ăn uống bằng cái gì, ăn lúa, ăn kê, ăn vừng, ăn hà, đậu đỗ, tóm lại là ngũ cốc, đúng không ạ? Đấy, thì là nuôi chim cu gáy là thể hiện là người quân tử, thể hiện là người tao nhã, hiện người là có cuộc sống gọi là nó tương đối ok trong cuộc sống, đúng không ạ? Đấy, cái thứ năm là như vậy. Và cái tiếp theo là các bạn, cái video của các bạn làm là nó sẽ hàm chứa cái nội dung là mua sản phẩm dịch vụ đó ở đâu. Thì các bạn làm video các bạn phải nói rõ là các bạn thông tin của các bạn, địa chỉ các bạn, và trên kênh của bạn thì có những cái sản phẩm này như này như này, và mua như thế nào. Thì là quy trình là ví dụ như với mình, một khách hàng khi mà xem video của mình, tin tưởng mình, họ có thể là gọi điện. Đấy, đầu tiên là phải gọi điện là ưu tiên, bởi vì nhắn tin mình sẽ không giải quyết được, không tư vấn được. Gọi điện thì mình sẽ tư vấn là các bạn cần mua một con chim này như này, cái chi phí khoảng như này, yêu cầu như này như này. Thế thì mình sẽ tư vấn và mình sẽ hướng khách hàng là đặt cọc cái tiền vận chuyển, ví dụ như là 100.000,
100.000 ấy các bác cũng không phải chuyển khoản cho mình, mà các bạn chỉ cần mua một cái thẻ điện thoại Viettel, các bạn gửi cái mã nội dung sang đấy hoặc là chứng minh bằng cái hình thức là bằng cái thẻ điện thoại. Thì sau khi đó thì là nó là tương ứng với cái tiền cước. Thực ra cái số tiền đó nó không đủ lớn để cho mình làm giàu được, mà cũng không nghèo đi đối với khách hàng của mình. Và nó cũng dễ làm, ai đã biết gọi điện cho mình đều là người biết mua điện thẻ điện thoại. Và mua điện thẻ điện thoại thì có thể là cào ra, thay vì người ta dùng người ta có thể là gửi mã sang cho mình. Thì cái này thì mình sẽ sử dụng cái mã thẻ đấy. Thì đó cũng là cái ràng buộc ban đầu để cho mình xác minh được ai là người có nhu cầu mua hàng thực sự, để tránh trường hợp bị bom hàng, đúng không ạ? Khi mà cái số tiền đó thì thực tế là cũng chỉ gần đủ, chưa đủ so với cái số tiền chi phí của mình để gửi hàng đến các bạn trong trường hợp mà có rủi ro. Thế khi mà gửi đến cho các bạn thì các bạn nhận cái con chim và các bạn thanh toán qua lái xe, qua phụ xe, qua nhà xe, thì các bạn có thể là yên tâm khi mà các bạn nhận được rồi thì các bạn mới đưa tiền ra. Thì cái đó là mình nghĩ là nó hợp lý nhất, bởi vì bây giờ là mình chưa gửi cho người ta cái gì mà yêu cầu người ta chuyển khoản tất thì rất là khó đấy. Mà nếu như người ta không đặt cọc thẻ điện thoại thì mình gửi đi cũng rất là khó. Thật ra mình đưa ra cái phương án như vậy cũng là một cái sự gọi là nó hợp lý cho cả hai bên. Và một trong những cái điều mình luôn tư chi là mình rất là ưu tiên và khuyến mại cho những bạn nào đã mua đơn hàng lần thứ hai, thứ ba và đã là khách quen, và đặc biệt là những bạn đã chuyển khoản đầy đủ trước cho bên mình thì bao giờ sẽ có được chất lượng tốt hơn, độ ưu ái hơn, và đặc biệt là ưu ái về cả giá thành và cái giá trị sản phẩm. Nên là mình luôn luôn là bản thân mình thì không có gì sai với các bạn cả, nhưng mình mong mọi người tin tưởng mình. Bởi vì nếu như mà các bạn mà tin tưởng thì đương nhiên mình sẽ không phụ lòng tin của các bạn, đúng không ạ? Đấy, thì mình phải hướng dẫn trên cái video của mình sẽ hướng dẫn các bạn mua ở đâu, mua như thế nào, quy trình mua bán với nhau như nào, và cái chế độ bảo hành ra làm sao. Nếu như trong cái điều kiện bảo hành mà nó đúng như cái nội dung trong điều kiện bảo hành thì mình sẽ có trách nhiệm hoàn đổi trả hoặc là thương lượng với khách hàng, giải quyết cho khách hàng hài lòng. Đấy. Còn cái các bạn luôn xác định là cái sản phẩm của các bạn, dịch vụ các bạn phải thực sự có cái giá trị đối với mọi người thì các bạn mới tồn tại được. Các bạn đừng nghĩ là lấy tiền của người ta rồi xong thế nào thì không được đâu, bởi vì xã hội bây giờ nó rất là sòng phẳng. Ví dụ như là các bạn bán cho người ta sản phẩm trị giá nó là 1 triệu thì người ta nhận được và người ta gọi điện cho bạn, người ta cảm ơn bạn là tôi nhận được cái giá trị nó hơn cái sự mong đợi là tôi bỏ ra 1 triệu, thì bạn là người thành công. Còn nếu như người ta nhận được, người ta khiếu nại về cái vấn đề là giá trị người ta bỏ ra nhận được so với cái số tiền bỏ ra là không bằng cái sự mong đợi, thì đó là bạn phải xem xét lại. Đấy, bản thân mình cũng vậy thôi, bán một con chim 1 triệu là những người ta chuyển khoản cho mình 1 triệu là người ta nhận được một con chim, người ta bảo, ồ xứng đáng, so với chỗ kia là hợp lý hơn, con chim hay hơn, đẹp hơn, đó là thành công của mình, ví dụ là như vậy. Đấy, thì chúng ta phải có ích, chúng ta phải làm cái gì Khổng Tử nói rồi, đúng không ạ? Có ích thì tồn tại, có hại thì không tồn tại đâu. Tiếp theo thì mình muốn chia sẻ cho các bạn một cái điều là chúng ta phải bán hàng, chúng ta phải có tâm, chúng ta phải chọn những cái gói sản phẩm dịch vụ nó có giá trị thực sự, và cái cơ chế để mà chúng ta tiếp sao anh để chéo vậy, ok cũng hơi chéo, không sao cả, cảm ơn bạn đã góp ý, bạn đồng chí. Thì mình nhiều mấy hôm nay thì mạng nó cũng hơi kém, cái cam này mình chỉnh như này cũng ok rồi mà, giữa màn hình được mà. Ok. Đó, thì cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ điều chỉnh. Ok. Thì các bạn thấy là khi mà chúng ta đã có một cái thương hiệu và có một cái kênh YouTube với cái số lượng đăng ký, số lượng subscribe và số lượng comment rất là nhiều trên Zalo, Facebook và YouTube, thì các bạn đưa ra những cái mặt hàng thì các bạn rất dễ bán hàng. Đấy. Và các bạn phải chăm sóc cái kênh của mình một cách đều đặn. Đấy, các bạn ra video, ví dụ như hôm trước thứ hai mình có la ra là cái ekip mình chia sẻ cái sự thành công một phần nhỏ nhất định của mình này là chỉ khoảng 10 video thì mình sẽ làm bằng được 10 video. Và hứa với các bạn là nếu như các bạn làm theo thì các bạn sẽ thay đổi cái công việc và cái thu nhập của các bạn rất là lớn. Đấy là một cái điều mà mình đã đạt được. Mình lấy cái tư cách của một người là đang có cái sự thành công nhất định, đang có những cái kênh bán hàng và đang có cái thu nhập
đấy, cũng khá là ok so với một số người. Thì mình nói với tư cách là một người đã trải qua, chứ không mang tính chất là khoe khoang hay là khoác lác gì ở đây cả. Nếu như bạn nào cảm thấy không hợp lý, không cảm thấy thoải mái khi nghe những cái bài chia sẻ của mình, các bác có thể là vui lòng, các bác có thể chuyển sang một cái kênh YouTube khác, xem một bộ phim hay hoặc nghe một bản nhạc hay. Xin đừng ném đá, xin đừng có những cái ý kiến làm bóp nghẹt đi những cái ý tưởng chia sẻ của nhiều người. Và mình cũng như vậy thôi, nếu mình không hài lòng ai thì mình cũng sẽ không nói gì và đi ra kênh khác, mình tham khảo, mình xem. Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh mà, đúng không? Chúng ta phải là những người, là những con người văn minh. Ok, thì đến cái khi mà thời điểm mà các bạn đã có được những cái chủ đề, có được những cái hành động như vậy, thì các bạn luôn phải có một cái điều nữa mình muốn chia sẻ với các bạn, là các bạn phải lưu ý là các bạn phải có một cái sản phẩm chủ đạo. Đấy, nó nhấn mạnh trên kênh của các bạn, không ai có, không ai đáp ứng tốt hơn bạn và mang tính chất là hiếm độc lạ và mang lại giá trị thực sự cho người. Thì đấy là cái sản phẩm chủ đạo đấy để duy trì cái kênh bán hàng của các bạn. Đấy, hoặc là nếu không có sản phẩm chủ đạo thì các bạn phải có được một cái kinh nghiệm, có một cái chuyên môn về cái lĩnh vực đó thật sâu, thật giỏi, thì các bạn mới giữ được những người lán lại cửa hàng của các bạn. Đấy, tiếp theo là các bạn làm việc, làm kinh tế thì các bạn phải có một cái sự thống kê. Bất kỳ một doanh nghiệp, một tập đoàn hay một công ty nào hay một cái mô hình kinh tế nào đều phải có con số. Cái tác dụng của các con số là chúng ta làm cho chúng ta biết được sự tăng trưởng, tiến hay lùi, hay là đạt bao nhiêu phần trăm. Nó như là một cái kế toán. Con số nó là kế toán các bạn. Bản thân mình luôn luôn có kế toán quý, tháng năm. Tháng này mình bán được bao nhiêu con chim, bán được bao nhiêu con gà điểu. Quý này mình thu nhập như thế nào, năm nay kế hoạch của mình đặt ra đạt được bao nhiêu phần trăm. Các bạn phải luôn luôn có trách nhiệm với các con số và luôn luôn sát sao, càng giai đoạn ngắn càng tốt, thì các bạn mới xác định để mà điều chỉnh và tìm ra nguyên nhân để khắc phục. Các con số đây bao gồm con số báo cáo và con số thống kê, và là con số để cho chúng ta rút kinh nghiệm, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta điều chỉnh cái việc sai lầm đó. Đấy, thì các bạn phải có một cái trình độ hoặc có một người quản lý về con số. Đấy, chúng ta phải sổ sách, chúng ta phải ghi chép. Đấy, và khi bán hàng thì chúng ta phải nên nhớ là chúng ta bán là bán cả niềm tin của mình, của khách hàng đối với mình. Bán bằng cái sự chân thành, bán bằng thái độ, bán bằng cái dịch vụ sau bán hàng đó. Các bạn bán một cái sản phẩm có thể cao hơn thị trường hơi một chút, nhưng các bạn kéo lại, các bạn có được những cái chế độ chăm sóc khách hàng, các bạn có được chế độ nhấn mạnh, các bạn có tất cả những cái. Ví dụ như các bạn nên có một cái bao bì thương hiệu, có một băng rôn, bác phích làm sao nó rất là chuyên nghiệp, dễ truyền tải thông tin. Đấy, mang tính chất là có đầu tư thì mọi người sẽ tin tưởng mình. Và khi các bạn đã làm như vậy rồi thì các bạn lên ví dụ như là các bạn lên có những cái như mình là mỗi một hộp chim mình sẽ có một cái hộp bao bì hộp giấy đúng quy cách của cái kênh chim bán của mình. Trên cái cửa của cái hộp đó là dán cái tem, một phần là để bảo vệ cái quyền lợi cho khách hàng là không bị đổ chim ở trong quá trình vận chuyển. Đấy. Và có một cái phiếu để giới thiệu về sản phẩm và giới thiệu về chim và cái địa chỉ của mình cũng như cái kỹ thuật chăm sóc chim, thì bản thân những khách hàng của họ, của mình, họ sẽ rất là yên tâm, họ sẽ được quan tâm, được chia sẻ, thì họ sẽ tin tưởng mình, họ giới thiệu cái kênh của mình cho nhiều người khác, và nhiều người khác lại giới thiệu cho nhiều người khác, thì thành công của các bạn sẽ đạt đến con cấp số nhân, đúng không ạ? Và đó là những cái mà mình đã làm và mình đã thấy là nó hiệu quả. Thì mong rằng các bạn định bán một cái sản phẩm gì, định làm một cái kênh YouTube hay là một trang Facebook nó có một cái chủ đề rõ ràng, và các bạn làm, các bạn phải làm nghiêm túc, làm đều đặn, ra giao tiền nặng và tập trung toàn bộ trí lực để chúng ta tìm hiểu ra cái bản chất của cái chủ đề đó. Và chúng ta phải là người nằm trong top 3, đấy, top 5, top 3, top 1, thì chúng ta mới trở thành là mới trở thành là quy tụ được mọi người
tạo thành một cái cộng đồng, chúng ta có một cái cộng đồng những người biết đến mình và tin tưởng mình cũng như là giúp đỡ mình, đường đồng nghĩa việc mình sẽ thành công trong cuộc sống. Đó là cái điều mà mình mong muốn mọi người hiểu cho và nắm bắt được cái tấm chân thành của mình, chia sẻ bằng cái sự trải nghiệm, bằng cái sự đã đạt được một cái phần nhất định của mình trên cái kênh Chim Cú Gáy Hay. Và ở video sau thì mình sẽ hướng dẫn những cái mà mình đã trải qua, những cái khó khăn và những cái mà các bạn nên làm, như từ những cái việc là làm bắt đầu từ đâu, từ viên gạch đầu tiên đặt móng cho cái lúc quá trình đó, nó như là một cái việc kể lại và cũng như là làm mẫu để cho anh em tưởng tượng ra và anh em ứng với cái suy nghĩ của anh em đó, từ cái cách là sử dụng điện thoại ra làm sao, máy tính phần mềm ra làm sao, rồi cách làm một cái video để mà quảng cáo như thế nào, rồi cách trả lời khách hàng, rồi cách chăm cái kênh của mình ra làm sao, chiến thuật ra làm sao. Có rất nhiều những cái mình nói, nhưng mình sẽ nói trong vòng khoảng 10 video trong cái bộ gọi là chia sẻ cho mọi người về làm kênh để bán hàng, trên cái tinh thần thực tế là cơ sự trải nghiệm và sự đã trải qua của mình đó, chứ không có tính chất là giáo điều hay khoe khoang gì cả. Mong các anh em cũng là thông cảm. Nếu như anh em mà cảm thấy thích thì là like, mà không thích thì là không like, hoặc là ủng hộ mình thì đăng ký giới thiệu đường link chia sẻ, hoặc là những người bạn bầu bạn của mình trong suốt quá trình. Mình cũng rất vui lòng khi mà ai đó hỏi mình đấy, một cách chân thành, nhiệt tình, lịch sự thì mình cũng chia sẻ thôi đó. Thì hy vọng rằng là cái video này cũng khá là dài rồi, trên 20 phút rồi. Trong cái nội dung chủ đề như thế này thì mình cũng muốn nhấn mạnh một cái điều ngắn gọn như sau. Các bạn tìm cho mình một chủ đề, trong cái chủ đề đó các bạn xác định các bạn bán hàng cho mọi người là cái sản phẩm gì, cái dịch vụ gì. Đấy, và cái chủ đề đó, cái mặt hàng, sản phẩm, dịch vụ đó nó phải hiếm, độc lạ và có lợi thế cạnh tranh lâu dài, và nó có gần gũi và có cái thế mạnh, lợi thế đối với bạn. Và khi các bạn làm các video thì các bạn phải xác định là bạn bán cái đó cho ai, và bạn là ai mà bán cái sản phẩm đó, tại sao lại phải dùng cái sản phẩm đó, và sản phẩm đó sử dụng như thế nào, và sản phẩm này là bản chất giới thiệu nó về nó thật kỹ càng, nó là gì, và mua cái sản phẩm đó ở đâu, mua như thế nào. Và tất cả những cái câu trả lời đó các bạn xoáy vào những cái video, các bạn làm lên thành một cái bộ siêu tập rất nhiều video, và các bạn giải quyết tất cả những cái nỗi trăn trở của khách hàng, những cái nhu cầu của khách hàng, những cái tâm lý khách hàng, các bạn sẽ là người bán được hàng và các bạn sẽ là thành công. Và mình sẽ chúc cho các bạn có được những thành công hơn mình nữa. Và nếu ai đó thành công hơn mình, xin hãy góp ý cho mình với cái kênh của mình. Đấy, nên một cái cuộc gọi điện hay một cái comment ở dưới góp ý cho mình luôn là một người biết lắng nghe, biết mình thích là phê bình khéo léo hơn là thích những lời khen gọi là nó không chân thành. Đấy, ví dụ như vậy mình sẽ thay đổi và sẽ cải thiện hơn trong cuộc sống, đúng không ạ? Đấy, đâm ra là bạn nào mà thấy nó cần góp ý gì thì mình rất muốn lắng nghe cái góp ý của bạn để mình làm những video khác nó sâu hơn, nó xúc tích hơn, nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Đấy, nhưng mà dù gì mình cũng, các bạn làm gì làm các bạn phải chia sẻ một cách chân thành, chia sẻ một cách hết mình để cho mọi người cảm nhận được, thấy là con người bạn là như vậy. Và có lẽ là cũng xin dừng video ở đây. Một lần nữa xin chúc các bạn thành công trong cái kênh của các bạn, trong cái cuộc sống của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.